SCI Đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của SCI Đào tạo Forex, người duy nhất trên thị trường hiện nay dám giao dịch thực tế để cho mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Và hôm nay tôi có vào một số lệnh ở trên thị trường, nhà đầu tư có thể thấy rõ những giá trị giao dịch vận dụng ở trên thị trường. Thì nhà đầu tư có thể thấy rõ khi mà vận dụng áp dụng ở trên thị trường giao dịch thực tế, chúng ta phải thấy rõ được những giá trị thực tiễn ở trên thị trường từ chính những người đứng ra chia sẻ và cho chúng ta thấy rõ được về mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này. Không có chuyện là tham gia vào chỉ nghe mồm hoặc là chỉ nghe kể về phương pháp giao dịch Forex, xin lỗi nhà đầu tư, không có chuyện đó ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng để giao dịch được, đây là cả một quá trình mà bản thân chính các nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này phải thấy rõ được người đứng ra chia sẻ. Đây, tôi đang vào lệnh trên thị trường. Và nhà đó, đây lịch sử giao dịch, nhà đầu tư có thể kiểm chứng ở đây. Thì phải thấy rõ được những giá trị giao dịch thực tế ở trên thị trường từ chính những người được gọi là thầy hoặc là chuyên gia Forex, hoặc bất kỳ một ai đang chia sẻ với chúng ta về các giao dịch ở trên thị trường của bản thân họ. Không có chuyện tham gia vào trong thị trường này được gọi là dễ, mà chẳng có chuyện tham gia vào trong thị trường này được gọi là đơn giản. Chỉ có dễ là dễ mất tiền, đơn giản là chính bản thân các nhà đầu tư sẽ phải tan ra bại sản ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex, hãy đi chậm lại nhìn nhận về mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex. Nhà đầu tư phải hiểu rằng thầy mà không chứng minh thực tế, kiến thức mà không có thấy được người đứng ra chia sẻ, vận dụng, áp dụng vào trong thị trường, xin lỗi nhà đầu tư, mọi giá trị của kiến thức, mọi giá trị của phương pháp đó chỉ là những giá trị lừa đảo, bịp bợm mà thôi. Nhà đầu tư phải hiểu rằng trên con đường mà bản thân các bạn tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex thì đây là những giá trị và là thước đo thực tiễn nhất để cho chúng ta nhìn nhận, cho chúng ta đánh giá và cho chúng ta thấy rõ được những giá trị mà bản thân chúng ta cần nhìn nhận, cần thấy rõ được. Bất kỳ một ai đang chia sẻ cho chúng ta thấy rõ được vấn đề này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường giao dịch Forex này không có chuyện chưa học xong thì chia tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc học xong ra ngoài có thể giao dịch vận dụng được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Để giao dịch bằng mồm và bằng mõm thì rất là dễ, để giao dịch thực tế ở trên thị trường để mà chứng minh ra bên ngoài, đó mới là những giá trị khó ở trên thị trường giao dịch Forex này. Mỗi một giá trị kiến thức, mỗi một giá trị của phương pháp đều là cả một quá trình mà bản thân chúng ta là những nhà đầu tư cần phải trải nghiệm, cần phải thấy rõ và cần phải đánh giá được, cần phải nhận định trong cả một khoảng thời gian dài ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi xin được chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư và xin chúc mọi nhà đầu tư giao dịch thành công ở trên thị trường. Xong chưa?